Không, ngồi các bà cứ làm việc tự nhiên. Không quay chân nha. Vâng. Đấy đấy, nhiều người nấu nhậu vậy. Đây là ban hậu cần nhà chùa. Chào bác Đen. Đen ơi. Này trông quá rồi. Vâng, à, em xuống đây chứ. Khó. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Nó không thuyết nói là bây giờ nó chỉ nó lên được. Yeah.
Nam mô Đại Bi Văn Thù Dư Anh Bồ Tát Đại Hạnh Đèn Bồ Tát Đại
Chuyện họ có thân thì nằm có con thân cầu chỉ vật mô đại trần đầy kim cương mô tát kinh dương thú mô bản tôn kia ở hàng phước mô tát tại nhà đi chúc mô tát tiếng điện chữ hồ có lắm mà tăng vấn đề thể hồ bằng mặt Rồi.
Bây giờ chuyển hết đồ vào cho ông đi. Thế còn mấy bà già mình coi sắp lễ lên chùa nhá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Ân Đường Thượng Hiện Tiền Chư Vị Tăng Ni Tác Đại Chúng Minh. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm Mậu Tuất, trụ xứ Chùa Tiên, thành trò cùng quý Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đỉnh lễ tôn tin được dâng lời các bạch.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiên Ân Thường Thường Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Thủy Từ Giác Đại Chứng Minh. Thấn thoát trong vòng 2 năm được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự gia hộ của quý Phật tử cùng các mạnh thường quân, quý cơ quan đoàn thể, quý doanh nghiệp công ty trên địa bàn thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng như thập phương Đà La Chí Thí, ngôi thiên chùa Chùa Tiên của chúng con giờ này đã được tập phần viên mãn. Tham hướng công đức của chư tôn đức tăng quang lâm chứng minh cho đàn lễ an vị vô thần nhập tường. Vào giờ này đã đến giờ, chúng con xin được ra tái chào trên chư tăng và xin được thành kính ăn này chư tăng ban bố cho chúng con những công việc phật sự ngưỡng mong trên chư tăng thủy từ tác đại hứa cả. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng là đầu bài tuyên truyền là xin lỗi giúp là từ lúc tăng đi bình việc hôm nay tập tiểu tiên đây được hỗ trợ cho tất cả giáo hội và sự quan tâm của các cấp giáo hội cũng như được đồng thời giúp đỡ tập tiểu tiên hôm nay của chính quyền địa phương và sự thành công hành sản của nhân dân Phật tử. Đã tiến hành trùng tu đại hùng bảo điện hôm nay tận đường thắng tốt chủ sứ cũng ra làm lễ bắt đầu buổi khởi nghiệp hôm nay đã tổ chức tăng đến tháng lễ hôm thần cũng đi của
Đức Quan Phật Bồ Tát các tôn thần đức tăng ni của Liên Hoa Hỷ chứng minh cho chúng thưa quý vị và người đại diện trong đạo tràng. Hôm nay ngày 16/11 Mậu Tuất tại chùa Thiên Ân, phường Đồng Xuân, phường Xuân Hòa, thành phố Vĩnh Kim, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là kết thúc niên duyên trong thời gian 2 năm. Để sự tăng điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, sự đồng thuận nhất trí của nhân dân Phật tử đã hàng tâm hàng sản để tôn tạo ngôi đại hồng bảo điện làm nơi thờ Phật để cho chúng ta hàng bản thọ trên chiêm bái lễ ngài cầu nguyện quốc thái dân an. Hôm nay đại đức trụ trì cùng Phật tử nhân dân địa phương cũng nỗ lực tổ chức lễ thánh thành thời giờ này, thành kính cung kính chư tăng nhân sĩ chính quyền để trì chú một phần nhân đức từ xin các bậc trì niệm và những đại bi thì Phật chú một bài tràng nắng hoa ni bát nhân đồng sau khi xin được tham sự hoa chư Phật xuất thế thì toàn thể chúng ta được vỗ tay và thank you.
Và đặc biệt sự phát ngũ công đức của ngôi thiên chùa do các gia đình Phật tử có phần đất được giao đã phát nguyện công đức cho chùa tiên làm cơ sở tôn giáo. Trong thời gian 6 năm, chúng con với thân mệnh nhỏ bé đã cùng nhân dân Phật tử du khách thập phương đóng bè tập trúc kiến tập đạo tràng khai sơn thiên ân từ. Vào giờ này, ngôi thiên trụ của tiên Túc Thiên Ân Từ đã được phật phần viên mãn. Đáp lời thỉnh cầu của chúng con, chư tăng đã bất từ lao quyền chấn tích quang lâm tại chùa tiên để vô thượng pháp bảo kỳ ao an vịt hô thần nhập đường và chứng minh đại lễ. Giờ này công việc đã được chư viên hoàn tất. Phát ngưỡng công đức của chư tăng, thầy trò cùng quý Phật tử chúng con không biết lấy gì để đáp. Xin được thành tâm dâng cúng hiện tiền đại đức tăng phan được. Cũng xin trên chư tăng từ bi hoan hỷ hứa cả chứng minh cho thầy trò cùng quý Phật tử chúng con được ân chiêng công đức. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát tất cả chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trò chúng con đã được chư tăng kịp thời hoan hỷ hứa cả công đức ban đầu từ điểm lễ sẵn sàng tan đá. Giờ này là đến giờ của các chương trình văn nghệ các chùa Thăng Olim. Do vậy chúng ta khẩn trương ổn định tại sân khấu. Sau đây là các chương trình văn nghệ tham gia biểu diễn
hội thi của bốn chùa. Đơn vị thứ nhất là chùa Tiền Sơn, huyện Bình Xuyên, và đơn vị thứ hai là chùa Tiên, phường Xuân Hòa. Đơn vị thứ ba là chùa Sùng Giang của thôn Đông Hương, và đơn vị thứ tư là chùa Thịnh của phường Tiền Châu. Để cho các chương trình văn nghệ được ổn định và được trang nghiêm thì đề nghị các quý Phật tử chúng ta ở bên dưới là mỗi một tiết mục văn nghệ kết thúc thì chúng ta hãy cổ vũ cho các Phật tử một tràng pháo tay. Theo yêu cầu của tất cả các chùa thì chúng ta muốn là chùa nào tham gia biểu diễn cũng có giải, do vậy là thầy phải cân đối giải nhất là 15 triệu đồng, và thứ hai là một giải nhì 10 triệu đồng, thứ ba là hai giải ba là 5 triệu đồng, và còn lại là giải khuyến khích 3 triệu đồng. Do vậy mà tất cả giải thưởng là lên đến hơn 50 triệu. Do vậy là chúng ta sẽ biểu diễn hết sức là trang nghiêm, hay, đẹp, để chúng ta sẽ được giải khuyến khích cũng như giải động viên của nhà chùa. Và sau đây chương trình đầu tiên của chùa Kiền Sơn, huyện Bình Xuyên xin phép được bắt đầu. Thank you.
Alo. Xin mời tiết mục thứ hai, chương trình thứ hai của chùa Tiên, tiết mục đầu tiên vòng 1. Tiết mục đầu tiên của chùa Tiên, sau đó tiết mục đầu tiên của chùa Đông Hương. Chắc hẳn cô Phật hiệu này chẳng còn xa lạ gì với những người con Phật. Dù chỉ đơn thuần là một câu nói ngắn ngủi, nhưng chứa đựng biết bao hàm nguyện, biết bao ý nghĩa, mang đậm lòng đại từ, tâm đại bi của Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát thương chúng sanh như con đỏ, như cha mẹ luôn thương yêu và che chở con thầm. Tình thương không phân biệt, dù con mình tốt hay xấu, thì tình yêu thương này vẫn thế. Nhưng có ai trong chúng ta thấy được Quán Âm Bồ Tát chưa? Hay chỉ biết qua hình tượng, qua kinh sách, qua truyền thuyết? Thật sự, đây mới đúng là điều thiêng liêng, bậc trên cả ngôn từ. Vì mỗi người chúng ta đều có một Bồ Tát Quán Âm bên trong tâm mình. Khi ta có cảm với Quán Âm, thì chắc chắn Quán Âm trong ta sẽ ứng hiện tức thì với vô số tứ thân thái độ. Bồ Tát tên gọi Quán Âm, tính tâm tự niệm trì danh hiệu này. Bao nhiêu khổ ách ngàn tai, Quán Âm hiển hiện cứu ngay thoát nạn. Cam lồ tịnh thủy rưới ban, tâm ơi giác ngộ lạc an đời đời. Yeah.
dòng sông, mắt trong trăng đèn soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đầu tiên của chùa Thịnh chuẩn bị.
Đầu tiên cũng là cuối cùng vòng một của chùa Thịnh Tiền Châu. Mày về chùa Thịnh, mày chùa thay đổi nét son đằng ta toàn ai quê nhà dân thầy. Yeah.
Xin cảm ơn tiết mục đầu tiên và cũng là cuối cùng vòng 1, tiết mục kết thúc của vòng 1 hôm nay. Và trong thời gian chờ đợi ban tổ chức công bố điểm, lời đầu tiên thì thầy xin được cảm ơn tất cả các quý Phật tử của các chùa và cảm ơn các quý Phật tử cũng như là nhân dân sở tại. Chúng ta đã có một ngày đầu tiên của lễ hội chùa Tiên trong quy trình 3 ngày. Và hôm nay là ngày đầu tiên chùa Tiên tổ chức lễ an vị hô thần nhập tượng và giao lưu văn nghệ vòng 1 gồm 4 chùa trong thời gian từ lúc chúng ta biểu diễn cho tới bây giờ. Thì trong tay thầy hiện nay đã có kết quả, thầy không tham gia vào một chút kết quả nào mà đây là do kiện tướng nhảy đạn spot thay mặt cho thầy để chấm điểm. Và sau đây thầy sẽ đánh giá từng tiết mục một. Tiết mục đầu tiên của chùa Kiền Sơn, huyện Bình Xuyên thì trong mỗi một thang điểm là sẽ tối thiểu chúng ta là sẽ được 40 điểm. Tuy nhiên hình thức bài đầu tiên của chùa Kiền Sơn được 10 điểm, về trang phục được 9 điểm, về nội dung được 7 điểm, về phong cách tác phong được 8 điểm. Tổng cộng của bài 1 là chúng ta được 34 điểm. Bài thứ 2 vẫn của đơn vị Kiền Sơn, hình thức được 10 điểm, trang phục được 9,5 điểm, nội dung được 10 điểm và tác phong phong cách được 7,5 điểm và chúng ta được 37 điểm. Bài cuối cùng, hình thức 10 điểm, trang phục đẹp 10 điểm, nội dung 9 điểm và tác phong là được 4 điểm. Chúng ta được 33 điểm. Đấy là thứ nhất. Đơn vị thứ hai là chùa Tiên, về hình thức được 10 điểm, về trang phục được 7 điểm, về nội dung được 9 điểm, về tác phong phong cách được 7 điểm. Bài đầu tiên chúng ta được 33 điểm. Bài 2, hình thức 10 điểm, trang phục 9 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong phong cách 8 điểm, chúng ta được 36 điểm. Bài thứ 3, hình thức 10 điểm, trang phục 8 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong phong cách 7 điểm và chúng ta tổng cộng được 34 điểm. Bài đấy là đối với chùa Tiên. Đối với chùa Tùng Giang Đông Hương, hình thức 10 điểm, trang phục 8 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong phong cách 7 điểm, chúng ta được 34 điểm bài 1. Bài 2, hình thức 10 điểm, trang phục 8,5 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong phong cách 7,5 điểm, chúng ta được 35 điểm. Bài thứ 3, hình thức 10 điểm, trang phục 9 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong phong cách 8 điểm, chúng ta được 36 điểm. Và đơn vị cuối cùng là chùa Thịnh, hình thức 10 điểm, trang phục 10 điểm, nội dung 8 điểm, phong cách tác phong 7,5 điểm, tổng cộng bài 1 được 35,5 điểm. Bài 2, hình thức 10 điểm, trang phục 9 điểm, nội dung 8 điểm, tác phong phong cách 6 điểm, chúng ta được 33 điểm. Bài cuối cùng, hình thức 9 điểm, trang phục 7 điểm, nội dung 9 điểm, tác phong 10 điểm, chúng ta được 35 điểm. Và sau đây là công bố kết quả. Đúng lắm.
đơn vị thấp nhất. Kẻ cũng hơi buồn nhưng mà không sao. Thua keo này ta bày keo khác. 103 điểm xin gửi tới đơn vị chùa Tiên. Xin gửi tới đơn vị chùa Thịnh. Một trăm linh tư điểm Kiền Sơn. Và điểm cao nhất 105 điểm xin gửi tới chùa Sùng Giang thôn Bắc Giang. Và một cái điểm cuối cùng nữa là dù thế nào đi chăng nữa, các Phật tử, mỗi người, mỗi nước, mỗi non đến cửa nhà Phật là con một nhà. Tuy nhiên đây là những cái giảng thầy động viên các Phật tử để chúng ta có một cái khí thế hào hùng trong khi chúng ta chào mừng chùa mới. Và để chúng ta công bố kết quả chính thức, giải nhất 15 triệu, giải nhì 10 triệu, hai giải ba 5 triệu và bốn giải khuyến khích 3 triệu vào trưa ngày mai. Thì sau khi ngày mai vòng 2 của ba đơn vị tiếp tục tham gia biểu diễn thì trưa mai là thầy sẽ công bố ở trên này và trao giải trực tiếp luôn ở trên này. Thì cuối cùng xin được chúc tất cả các quý Phật tử luôn luôn được mạnh khỏe. Ai đi làm sao? Thế đó. Mỗi người con. Thank you.
Thank you.
kim liên nam hậu vươn qua việt vương hành thiện thái thế di đức tượng thần chữ huyền thành hoàng tôn thần a bản đa hòa phường đồng xuân lãnh đạo chính quyền địa phương các gia các họ các tổ các xóm cùng nhân dân bách gia trăm họ đà na tín thí kiến tập đạo tràng khai sơn thiên ân nay tổ chức lễ khánh thành ngôi thiên chủ được thập phần viên mãn ban hội chúng con thành tâm tu thiết lễ nghi hương hoa đăng trà quả thực lễ tạ cuối nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiển Thánh Tăng Thùy Tử Tác Đại chứng minh các bạn hội chúng con có hương hoa đăng trà quả thực lý đương hiến cúng biến thực chân ngôn cảm lương chế tụng. Phật chư Nam Mô A Di
Sau cái chương trình này thì xin mời các tín đồ văn nghệ chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị. Xin mời chùa Phan Long. Chùa Phan Long chuẩn bị về sân khấu nhá. Các vái sở tại hóa mã đi. Oh,
các bố tươi tượng già, thế màn xanh ngắm tỏa nhiều hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.